Kính thưa quý vị, trong khi dịch sốt xuất huyết đang hoành hành thì hầu như mọi người lại phàn nàn rằng dường như muỗi đang phát triển rất mạnh. Nhiều nơi trước kia hầu như không có muỗi thì này đã có. À, mặc dù rất khó có thể tránh để bị muỗi đốt nhưng vẫn có những cách đơn giản để ngăn ngừa các vết cắn có thể gây chết người này. Ngoài những sản phẩm đuổi muỗi hiện đại như tinh dầu đuổi muỗi, đèn bắt muỗi, vợt đuổi muỗi, vòng chống muỗi cho trẻ thì một số phương pháp đơn giản sau cũng rất có tác dụng và an toàn với sức khỏe trước tiên mũi rất sợ những mùi hương quá mạnh như mùi của tỏi xả hay chanh vì vậy đây là một trong những cách an toàn nhất để xua đuổi mũi ngoài ra dầu khuynh diệp cũng giúp xua đuổi mũi khá hiệu quả thêm một vài giọt dầu khuynh diệp vào nước tắm sẽ giúp ngăn ngừa việc bị mũi cắn Ngoài ra, tránh để cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều cũng là một trong những cách chống muỗi đốt hiệu quả, bởi mùi của mồ hôi rất thu hút muỗi. Vậy nên hãy tránh các loại thực phẩm làm bạn đổ mồ hôi. Lựa chọn quần áo mỏng nhẹ, chất vải thấm hút mồ hôi cũng là cách để giúp cơ thể ít hấp dẫn với muỗi. Cuối cùng, các gia đình có thể trồng thêm một số loại cây có tác dụng chống muỗi trong nhà như cây xả, cây húng quế, cây bạc hà, cây cúc ngải, ngũ gia bì, hương thảo, dạ hương hay cúc vạn thọ.